Hoàng gia Anh trồn vùi kết quả điều tra về vợ Hoàng tử Harry. Hoàng gia Anh hôm 29 tháng 6 cho biết đã hoàn tất điều tra các cáo buộc rằng bà Meghan Markle, vợ Hoàng tử Harry, bắt nạt một số nhân viên phục vụ khi còn ở London, Anh. Tuy nhiên, Điện Buckingham không công khai thông tin phát biểu tại cuộc họp báo cáo về tài chính hàng năm của Hoàng gia Anh, Michael Steven, người quản lý tài chính của gia đình Hoàng gia Anh, nói rằng công ty tư nhân được thuê để điều tra các cáo buộc đã hoàn thành công việc. Theo ông Steven, một số khuyến nghị đã được đưa ra nhưng ông không tiết lộ bất kỳ chi tiết nào. Đài CNN dẫn nguồn tin cấp cao của Hoàng gia Anh tiết lộ Cung điện Buckingham đang giữ kín về cuộc điều tra để bảo vệ danh tính của những người liên quan. Nguồn tin giải thích, vì tính bảo mật của các cuộc nói chuyện, chúng tôi không công khai cho công chúng chi tiết khuyến nghị đưa ra sau điều tra. Khuyến nghị đã được đưa vào các chính sách và quy trình phù hợp và những quy định cùng chính sách liên quan đã được thay đổi. Nguồn tin chỉ cho biết kết quả điều tra đã được thông báo cho tất cả những người hợp tác tham gia, bao gồm các nhân viên hiện tại và cựu nhân viên các nguồn tin từ chối cho biết liệu bà Megan có nằm trong số những người này hay không. Đầu tháng 3, 2021, Điện Bắc Kinh Hàm bắt đầu điều tra, thu thập lời khai từ nhân viên làm việc cho bà Megan. Sau khi tờ Tham đưa tin những trợ lý làm việc cho cựu nữ công tước này từng khóc vì bị bà bắt nạt. Khiếu nại cho biết bà Megan đã đuổi hai trợ lý cá nhân ra khỏi cung điện Kensington và làm một nhân viên mất tự tin. Các nguồn tin cũng cho biết họ quyết định cung cấp thông tin với tờ Times vì họ cảm thấy hình ảnh trước truyền thông không phản ánh đúng tính cách của nữ công tước. Vợ chồng hoàng tử Harry từ bỏ nghĩa vụ hoàng gia hồi tháng 1 2020. Khi cáo buộc bắt nạt được đưa ra, bà Megan lập tức phủ nhận, nói rằng đó là chiến dịch bồi nhọ có tính toán ngay trước cuộc phỏng vấn bom tấn với người dẫn chương trình truyền hình Oprah Winfrey đầu tháng 3 2021. Bà Meghan khi đó tiết lộ về cuộc sống cô đơn trong hoàng gia, thiếu sự giúp đỡ đến mức không muốn sống nữa. Bà tự mô tả mình là nạn nhân cáo buộc có thành viên trong gia đình hoàng gia Anh phân biệt chủng tộc khi đặt câu hỏi về màu da của con trai Archie của bà. Theo Daily Mail, Meghan và Hoàng tử Harry hiện độc lập về tài chính và tự trả tiền cho các chuyến bay khi đến thăm nước Anh vào lễ phục sinh vừa qua. Các quan chức hoàng gia Anh cho rằng việc hoàng tử Harry trả lại 2,4 triệu bảng Anh tiền thuê của người dân được sử dụng để cải tạo dinh thự Promos là quyết định đúng đắn. Hoàng gia Anh không thể im lặng về cuộc phỏng vấn của vợ chồng hoàng tử Harry Cung điện Buckingham hôm mùng 9 tháng 3 tuyên bố rằng cuộc phỏng vấn của Hoàng tử Harry và vợ bà Meghan Markle với người dẫn chương trình Oprah Winfrey trong đó đề cập vấn đề chủng tộc là đáng lo ngại. Và vỡ im lặng hơn 40 giờ sau khi cuộc phỏng vấn lần đầu được phát sóng tại Mỹ hôm mùng 7 tháng 3, Cung điện Bắc Buckingham cho biết cả hoàng gia rất buồn khi biết được đầy đủ mức độ chịu đựng trong những năm qua đối với Harry và Meghan mặc dù một số hồi ức có thể khác nhau, chúng đều đang được xem xét nghiêm túc và sẽ được gia đình giải quyết một cách riêng tư. Harry, Meghan và bé Archie sẽ luôn là những thành viên được yêu mến rất nhiều trong gia đình. Ra tuyên bố về cuộc phỏng vấn mà giới chuyên gia hoàng gia đánh giá rất nguy hiểm là phản ứng đáng chú ý của cung điện. Vốn thường từ chối bình luận về các bài báo và thông tin trên phương tiện truyền thông vợ chồng hoàng tử Harry đã nói chuyện với nữ hoàng truyền thông Oprah Winfrey trong cuộc phỏng vấn kéo dài 2 giờ được phát sóng trên đài CBS vào khung giờ vàng tối mùng 7 tháng 3 ở Mỹ và tối mùng 8 tháng 3 ở Anh. Cuộc phỏng vấn tập trung vào những điều cơ sự sở sách mô tả là thiếu sự hỗ trợ dành cho họ sau cuộc hôn nhân năm 2018, trải nghiệm của bà Meghan với ý định tự tử và sự theo dõi khắc nghiệt của các tờ báo lá cải của anh đối với bà liên quan đến các vấn đề phân biệt chủng tộc. Trong một đoạn video được đài CBS phát sóng hôm mùng 8 tháng 3, hoàng tử Harry nói rằng sự phân biệt chủng tộc là một phần lớn của nguyên nhân khiến cặp đôi rời khỏi nước Anh. Trong số các cáo buộc, bà Meghan cho hay trong những tháng trước khi bé An chỉ chào đời, một thành viên của gia đình hoàng gia đã tỏ ra quan tâm và có cuộc trò chuyện về việc làn da của cậu bé có thể sống màu thế nào khi được sinh ra. Hồi tuần trước, Cung điện cho biết họ đã mở một cuộc điều tra nội bộ về các cáo buộc bà Meghan bắt nạt nhân viên. hành trình trốn chạy hoàng gia anh của hoàng tử Harry bị ám ảnh bởi cái chết của mẹ hầu hết cuộc đời mình hoàng tử Harry đã vật lộn với sự hào nhoáng của hoàng gia cho và sự lo lắng của anh dành cho người vợ Meghan có vẻ là giọt nước tràn ly thời còn trẻ hoàng tử Harry con trai thứ hai của thái tử Charles và cố công nương Diana của xứ sở Wales có tiếng là một tay trời thử thiệt và luôn cố vùng vẫy để thoát khỏi sự kềm kẹp của hoàng gia. Bỏ lại quá khứ hoàng dạy và nồng nổi sau lưng, ở tuổi 35, hoàng tử có vẻ đã tìm thấy sự yên bình với công nương Megan và con trai Anchi. Nhưng rồi đó chỉ là sự bình yên tạm thời trước cơn bão đến từ thế lực mà tới nay Harry vẫn cho là nguyên nhân dẫn đến cái chết của mẹ mình. Hoàng tử Harry từng liên tục gây hấn với giới truyền thông khi họ cứ liên tục khai thác những hành vi nổi loạn, gây ồn ào dư luận của anh khi còn trẻ. Sau đó, Harry đã lấy lại danh tiếng của mình thông qua những hoạt động thiện nguyện hướng tới các thương binh và ủng hộ các dự án hỗ trợ điều trị sức khỏe tâm thần, một vấn đề mà chính Harry cũng từng gặp phải. Harry chia sẻ người mẹ Diana vẫn luôn trong tâm trí anh và anh khởi động nhiều dự án từ thiện như vậy cũng là vì bà. Nhưng hoàng tử cũng tiết lộ anh đã phải rất khó khăn mới vượt qua được nỗi đau mất mẹ khi bà qua đời trong vụ tai nạn xe hơi ở Paris năm 1997 và đã phải tìm đến tư vấn tâm lý. Trong một bài phỏng vấn rất đáng chú ý, hoàng tử từng thừa nhận đã nhiều lần anh gần như suy sụp hoàn toàn. Chôn giấu cảm xúc thời thơ ấu của Harry và người anh trai William gần như bị xáo trộn bởi sự đổ vỡ hôn nhân của cha mẹ và vụ tai nạn thảm kịch đã cướp đi người mẹ của họ. Một trong những hình ảnh ám ảnh nhất trong đám tàng công nương Diana là cảnh hai người con trai Harry 12 tuổi và William 15 tuổi buồn bã đi bộ theo sau quan tài của mẹ. Năm 32 tuổi, hoàng tử Harry tâm sự. Mất mẹ ở tuổi 12 Khiến tôi gần như đóng kín mọi cảm xúc trong suốt 20 năm và ảnh hưởng nghiêm trọng không chỉ đến cuộc sống cá nhân mà cả công việc của tôi nữa. Harry từng dính vào một vụ ồn ào năm 2005 khi những bức ảnh anh mặc đồng phục Đức Quốc xã trong một buổi tiệc hóa trang bị đưa lên mặt báo, đó cũng là năm Harry nhập ngũ, vị hoàng tử thừa nhận đối với anh, khoảng thời gian phục vụ trong quân đội là cuộc đào thoát tuyệt vời nhất khỏi sự chú ý liên tục của dư luận. Một trường vui vẻ hơn trong cuộc đời Harry đã bắt đầu vào tháng 7 2016 khi anh gặp Megan Marco, nữ diễn viên phim truyền hình Mỹ, trong một cuộc hẹn hò giấu mặt. Do bạn của hai người sắp xếp, tình yêu của họ đã nảy nở và đơm hòa kết trái từ đó.